và luôn luôn ban lãnh đạo Hà Nội nhận về những cái điều bất lợi cho Việt Nam và ngược lại có lợi cho Trung Quốc. Mà một trong những cách đó, theo ban lãnh đạo đặc sản Hà Nội thì luôn luôn viện dẫn và cho rằng với mục tiêu mở mang quan hệ với các quốc gia khác để bớt lệ thuộc quá nhiều vào quan hệ kinh tế với Trung Cộng. Như quý vị đã biết, Trung Cộng là một nước có đường biên giới dài với Việt Nam trên 1.200 cây số, và Việt Nam có nhiều ảnh hưởng cả về mặt chính trị, kinh tế. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, thì trong 200 quốc gia vùng lãnh thổ có quan hệ ngoại thương với Việt Nam, thì Trung Quốc là một cái đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là một thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Thưa quý vị, được biết trước đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi góp ý cho dự thảo luật đặc khu, thì rất nhiều đại biểu Quốc hội đã cho rằng cần phải có những quy định chặt chẽ bổ sung các cái điều kiện về khu kinh tế ven biển cho đầy đủ, để nó không ảnh hưởng đến quốc phòng và an ninh của Việt Nam. Ngoài ra, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị không miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế biển Việt Nam tạm thời trong 30 ngày. Vì các đại biểu Quốc hội đã cho rằng quy định miễn thị thực cho người Trung Quốc vào khu kinh tế ven biển với 4 điều kiện là một cái điều không đảm bảo chặt chẽ. Bây giờ người ta cho người Trung Quốc vào Việt Nam miễn thị thực 30 ngày, rồi người ta lại thay đổi thành 60 ngày, rồi 90 ngày, rồi kể cả 1 năm. Thì điều gì sẽ xảy ra? Mà những cái việc này thì ông Nguyễn Phú Trọng thừa sức có thể gây sức ép với cái Quốc hội khóa 15, toàn những người nhân sự của ông. Thì chắc chắn điều đó, người Trung Quốc vào Việt Nam sẽ được miễn thị thực trong thời gian khoảng 1 năm, thì là một cái điều cực kỳ nguy hiểm. Và đó là lý do một số đại biểu Quốc hội đã bị ông Nguyễn Phú Trọng loại khỏi, không cho tái cử tại Quốc hội 15, đã không giấu giếm nói thẳng là ông Nguyễn Phú Trọng đã biến Quốc hội thành một cái phòng kín để thao túng chính sách cũng như trục lợi, tạo điều kiện cho các cái tổ chức, kể cả các quốc gia nước ngoài hưởng lợi. Thưa quý vị, trước đây gần 1 năm, thì Bộ Giao thông Vận tải khi ấy đã chính thức có thông cáo báo chí về việc nghiên cứu lập quy hoạch tuyến đường sắt Hổ 1435 trục Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Và Bộ Giao thông Vận tải khi đó dưới cái sự lãnh đạo của Nguyễn Văn Thể khẳng định tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng có một vị trí rất quan trọng trong cái việc hình thành mạng lưới vận tải đường sắt Bắc Sông Hồng, đặc biệt là cái tuyến đường sắt chạy theo hành lang Đông Tây nối liền vùng Tây Bắc với vùng đồng bằng cảng biển Hải Phòng Việt Nam. Mà thực chất đó là người ta sẽ tạo ra một cái tuyến đường sắt để vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc từ Vân Nam xuống cả Hải Phòng để xuất ra nước ngoài. Và đến nay, trong cái báo cáo mới nhất của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cho thấy cái dự án xây dựng một cái hệ thống đường sắt chạy theo hành lang Đông Tây đã được chính thức đưa vào khai thác và sử dụng. Và nếu quý vị biết rằng cái tuyến đường sắt hành lang Đông Tây là một tuyến đường được đánh giá quan trọng bậc nhất, mang lại lợi ích kinh tế cho Trung Quốc, đặc biệt là khu vực Vân Nam. Đó là lý do vì sao Trung Quốc đã coi đó là một phần quan trọng trong tuyến đường xuyên Á kết nối Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai của Việt Nam với Côn Minh, thành đô Lan Châu của Trung Quốc, thậm chí còn đi sang châu Âu. Thưa quý vị, đó là lý do mà quý vị chưa biết rằng khi cái dự luật đặc khu đã bị bác bỏ, tức là Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu gác lại xong tháng 6 năm 2019, tức là sau 1 năm, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vẫn ban hành một cái kế hoạch muốn Vân Đồn trở thành một đặc khu kinh tế đặc thù với tổng nhu cầu vốn huy động cũng như vay của Trung Quốc trong cái giai đoạn 2019-2030 theo quy hoạch ban đầu là 171.550 tỷ đồng, mà vốn vay này được biết là Trung Quốc hứa sẽ cho vay. Thưa quý vị, chúng tôi nói những cái điều này để quý vị thấy rằng nó là một cái vấn đề cực kỳ nguy hiểm. Và để có được việc này thì ban lãnh đạo Đảng sản Hà Nội cũng như ban lãnh đạo Trung Nam Hải, người ta đã toè rợt vạch ra một cái kế hoạch lâu dài trong 10 năm dưới nhiệm kỳ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và đến nay chắc chắn điều đó sẽ diễn ra dưới cái thời của tân Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính. Thưa quý vị,
hy vọng vào đại biểu Quốc hội sẽ có các cái phán quyết cũng như trong cái việc biểu quyết bấm nút thông qua luật đặc khu kinh tế mới đây. Thì nhà báo Bạch Hoàng đã có một cái bài viết với tựa đề đặc khu kinh tế và đại biểu Quốc hội. Theo đó, nhà báo Bạch Hoàng cho biết: tôi đã đọc về cái mà người ta gọi nôm na là dự thảo luật đặc khu. Tôi đã bỏ nhiều thời gian để nghiền ngẫm về nó trong nhiều ngày. Tôi đã tham khảo góc nhìn của giới luật gia, các kinh tế gia, kể cả chính trị gia. Và tôi đã theo dõi diễn biến dư luận trước đây. Và tôi đã quyết định đứng sang một bên để quan sát những cái phản ứng của người dân. Và tôi đã thấy hết những cái lưu bò, những sự sợ hãi, những cái sự phẫn nộ đến sụp sôi của tất cả các giới, kể cả cái cộng đồng nhân dân cũng vậy. Vì họ quá yêu đất nước của mình, họ quá thương dân tộc của mình. Và thưa quý vị, theo nhà báo Bạch Hoàng cho biết, trong những ngày gần đây, ở cái kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14, tôi đã mất thời giờ để tôi nhìn thật lâu, tôi quan sát thật kỹ và tôi đã khắc sâu thật sâu trong tâm trí mình gương mặt của những cái đại biểu Quốc hội. Và đó là lý do, theo nhà báo Bạch Hoàng, tôi đã tự hỏi rằng trong số 496 đại biểu Quốc hội thì có bao nhiêu người đã tìm hiểu về nguyên nhân đã khiến cho một quốc gia thất bại. Vì họ phải biết điều đó từng giây, từng phút, từng giờ, từng khắc khi họ ngồi trong nghị trường, khi mà họ đóng vai một cái đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ước vọng của cử tri. Và nếu họ hiểu biết như điều đó thì họ mới phải thận trọng về mọi quyết định của cá nhân mình. Bởi vì với vai trò của cái người nắm giữ quyền lực chính trị thay cho nhân dân, thì tất cả các đại biểu Quốc hội hôm nay có thể họ giúp được cho đất nước tự lực tự cường, vươn mình sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nhưng cũng rất có thể họ sẽ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho đất nước đi vào con đường phía trước chông gai, thậm chí là hố sâu vực thẳm, là bùn đen lầy lội, là tương lai mù tối. Và nếu như các đại biểu Quốc hội hôm nay đưa đất nước mình đi vào những con đường đó thì họ sẽ là tội đồ của dân tộc. Theo nhà báo Bạch Hoàng, tôi thật lòng rất sợ đất nước mình cứ mãi loay hoay trong cái bẫy thu nhập trung bình thấp, với chỗ đứng của người Việt, tiếng nói của người Việt, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nó cứ nhỏ bé mãi đi. Tại sao ban lãnh đạo Hà Nội cứ phải đu dây, phải khom lưng hèn yếu, trong khi nhìn quanh mình thì các nước khác họ đã thành rồng thành hổ cả rồi. Theo nhà báo Bạch Hoàng cho biết, dự thảo luật đặc khu đang chờ được tái thông qua, có nghĩa là ban lãnh đạo Việt Nam muốn mục đích hóa luật các cơ chế hành chính đặc biệt cho ba khu vực phát triển kinh tế. Và theo kế hoạch của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trung Quốc sẽ giúp cho Việt Nam một nguồn lực khổng lồ đi kèm với nó làm cơ chế đặc biệt về thuế, thủ tục hành chính, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển tại Việt Nam theo mô hình đặc khu kinh tế. Theo nhà báo Bạch Hoàng, giá như tôi là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ hỏi Bộ Kế hoạch Đầu tư, trong trường hợp mà họ mang câu chuyện đặc khu tái trở lại Quốc hội mà họ chưa đặt nặng vấn đề địa chính trị, theo đó sẽ là một thiếu sót nghiêm trọng nếu như không thẳng thắn suy nghĩ để xét trong bối cảnh hiện nay các cái đặc khu kinh tế đó sẽ là của Trung Quốc, một quốc gia chưa bao giờ người ta ngùi cái ý định trở thành bá chủ trong quan hệ với nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam. Theo nhà báo Bạch Hoàng khẳng định, suốt mấy chục năm qua sau chiến tranh biên giới rồi Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, thì dù liệu ban lãnh đạo Trung Quốc có cười, dù tay họ có siết chặt trong băng rào hữu hảo giữa hai quốc gia Việt Nam Trung Quốc, thì tham vọng Đại Hán, tham vọng làm cho Trung Hoa vĩ đại vẫn luôn luôn chưa bao giờ dừng lại. Đó là lý do vì sao mỗi bước đi của chính quyền Bắc Kinh đều trong đó là những toàn tính, những mưu lược. Họ muốn chiếm đoạt biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông, kể cả đất đai bờ cõi của Tổ quốc trên đất liền. Vậy mà với một cái cơ chế đặc thù thông thoáng quá mức, ưu đãi đặc biệt cho người Trung Quốc, thậm chí người ta đã từng đề nghị cho Trung Quốc thuê đất tới 120 năm theo đề nghị của ông Phạm Minh Chính. Và trước cái phản ứng mạnh mẽ của dư luận xã hội, người ta đã lùi lại còn 99 năm.
và điều đó chắc chắn vẫn hấp dẫn với nhà đầu tư Trung Quốc. Thế nên những cái nỗi lo về hệ lụy người Trung Quốc thuê đất 99 năm ở Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở, nếu như không muốn nói là rất tỉnh táo. Theo nhà báo Bạch Hoàng khẳng định, cần phải nhớ rằng 99 năm là một quãng thời gian dài dằng dặc, nó có thể khiến vật đổi sao rời, nó có thể xảy ra nhiều cuộc dâu bể. Trong khi xét về kinh tế, dự án đầu tư thu hồi vốn chậm nhất cũng chỉ sau 10 năm. Hơn nữa, tuổi thọ của doanh nghiệp Việt Nam bây giờ cao nhất cũng chỉ là 30 năm. Vì thế, theo nhà báo Bạch Hoàng, giá như tôi là đại biểu Quốc hội, tôi nhất thiết không đồng ý thông qua luật đặc khu quy định cho phép giao đất cho Trung Quốc tới 99 năm, trong khi luật đất đai chỉ cho phép giao đất 50 năm. Ở địa bàn khó khăn giữ hồi và dự án thu hồi vốn chậm thì được tới 70 năm. Như vậy là quá đủ, quá thừa rồi. Song một điều quan trọng hơn, theo nhà báo Bạch Hoàng thấy rằng, nếu tôi là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ yêu cầu phải xem xét lại có cần thiết phải khôi phục cái dự án luật đặc khu hay không. Bởi vì về cơ bản, đối tượng mà đặc khu hướng đến là các cái doanh nghiệp FDI. Thực tế chính phủ đã dành nhiều cơ chế để thu hút dòng vốn này, và những cái ưu đãi ở đặc khu cũng đã được thực hiện. Đối với một số nhà đầu tư như Formosa là một điển hình. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam bây giờ, theo nhà báo Bạch Hoàng, đã phụ thuộc quá nhiều vào ngoại lực, và giờ đây phải xây dựng nội lực, phải phát triển doanh nghiệp tư nhân ở trong nước, phải dành cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam lớn mạnh để hình thành một tầng lớp tư sản dân tộc. Vẫn theo nhà báo Bạch Hoàng, nếu như tôi là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ yêu cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư phải giải trình một lần nữa trước toàn dân về những lợi ích kinh tế qua những con số mà được ước đoán định lượng, chứ không thể nói chung chung cứ gọi là cố hích là động lực mà không rõ người dân địa phương, kinh tế địa phương và nền kinh tế quốc gia sẽ gặt hái được những gì. Theo nhà báo Bạch Hoàng, tôi không chấp nhận cái việc xây dựng ba cái đặc khu kinh tế trong bối cảnh cái năng lực quản trị xã hội của bộ máy chính quyền hiện nay quá yếu kém, thiếu minh bạch, thiếu trách nhiệm giải trình. Đó là chưa kể đến cái tình trạng tham nhũng tràn lan. Nhưng chống tham nhũng thì hời hợt nửa vời, và đặc biệt làm việc với các nhà đầu tư Trung Quốc sẵn sàng những viên đạn bọc đường với cái số tiền lãi quả tới 30%. Thì điều đó, theo nhà báo Bạch Hoàng, tôi hoàn toàn không có niềm tin làm đặc khu. Theo đó, dù tuyên bố Trung Quốc là bạn vàng của Việt Nam, dù có 16 chữ vàng và 4 tốt, nhưng những gì lịch sử đã ghi lại với tất cả những gì đang diễn ra hàng ngày trên Biển Đông, ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, thì chúng ta phải khẳng định một điều rõ ràng rằng Trung Quốc là một quốc gia mà người Việt Nam chúng ta phải cảnh giác, phải đề phòng mãi mãi. Đồng thời, nhà báo Bạch Hoàng cho rằng nếu muốn chiến thắng đối thủ Trung Cộng thì Việt Nam phải mạnh hơn họ. Và Việt Nam muốn thoát chung, muốn bớt nhược tiểu, muốn mạnh mẽ trước một Trung Quốc khổng lồ thì không còn con đường nào khác là phải thay đổi tư duy khác họ. Trong lúc Việt Nam và Trung Quốc có cùng một thể chế chính trị, và nếu người Việt sao chép cách làm của người Trung Quốc thì sau mấy chục năm và muôn đời muôn kiếp, người Việt Nam cũng chỉ là những đứa em nhỏ lon ton léo đéo theo sau người anh khổng lồ Trung Quốc. Con đường của Việt Nam không phải xích lại với Trung Quốc về mọi mặt, sao chép về kinh tế, phụ thuộc về ngoại thương, mà cái Việt Nam làm đó là vấn đề cần phải cải cách một cái thể chế mạnh mẽ, một cách toàn diện trên quy mô quốc gia, chứ không phải chỉ là dựa vào ba cái đặc khu nhỏ xíu đó. Và đó mới là động lực đủ mạnh cho sự phát triển của đất nước một cách lâu dài. Và đó chính là lý do nhà báo Bạch Hoàng đã gửi đến các cái đại biểu quốc hội, đề nghị các cái đại biểu quốc hội hãy sử dụng bộ não của mình để thực hiện cái vai trò đại diện cho cử tri. Và hơn lúc nào hết, đề nghị các đại biểu quốc hội cần phải xem xét vấn đề đặc khu kinh tế trên cả bình diện kinh tế, chính trị. Và quan trọng nhất, các đại biểu quốc hội cần phải đặt khát vọng phát triển kinh tế trong bối cảnh chính trị và chủ quyền của Việt Nam. Và đó là lý do nhà báo Bạch Hoàng mong rằng các đại biểu khi bấm nút quyết định dự thảo luật
đặc khu một lần nữa trở lại Quốc hội, thì các ông bà đại biểu Quốc hội hãy quên mình. Họ làm đại biểu Quốc hội mà, họ chỉ cần nhớ họ đang ở tư cách một công dân Việt Nam, thì họ phải có trách nhiệm về tương lai đất nước cũng như vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Và đó là lý do khi bấm nút các đại biểu Quốc hội để cho dòng máu nồng nàn sắc đỏ của người Việt Nam cuồn cuộn ở bên trong mình, dẫn lối chỉ đường, thì chắc chắn nhân dân sẽ đồng hành cùng với các đại biểu Quốc hội yêu nước. Nhưng mà ngược lại, nếu khi bấm nút thông qua cái dự luật đặc khu, thì các đại biểu Quốc hội để cho thói yếu hèn bạc nhược dẫn dắt theo đúng ý đồ của người lãnh đạo cao cấp của Đảng, thì lịch sử sẽ không cho phép cũng như không tha thứ cho bất kỳ ai, kể cả họ là đại biểu Quốc hội. Thưa quý vị, cái tin Quốc hội Việt Nam sẽ đưa lại cái dự luật đặc khu để thông qua Quốc hội một lần nữa vào cuối năm 2021 là một cái tin hết sức bất ngờ đối với tất cả mọi người. Nhà văn Phạm Đình Trọng trong cái bài viết Ôi Quốc hội đã cho rằng việc nguy khốn của đất nước, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông đã bị mất, giặc Tàu hoàn toàn làm chủ Biển Đông của lịch sử Việt Nam. Bây giờ lũ cướp biển Trung Quốc nó sẵn sàng bắn giết cướp tài sản của dân Việt Nam khi đánh cá trên biển Việt Nam. Thậm chí ban lãnh đạo Bắc Kinh còn cấm Việt Nam không được thăm dò khai thác dầu khí trên biển của Việt Nam. Vậy mà bằng một sức mạnh quân sự, bằng ngoại giao gian dối, và kể cả ban lãnh đạo Bắc Kinh đã gây sức ép buộc các nước đã ký hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí ở Biển Đông với Việt Nam, buộc họ phải bỏ cuộc. Để rồi sau đó, những đoàn tàu đánh cá của Trung Cộng rầm rộ từ đảo Hải Nam, từ bờ biển Phúc Kiến được tàu chiến hộ tống tràn vào Biển Đông, đánh cướp hải sản trên biển Việt Nam, thậm chí vào sâu cách bờ biển Đà Nẵng chưa đến 5 cây số, nghĩa là khoảng 30 hải lý. Thưa quý vị, theo tác giả Phạm Đình Trọng, những cái trái chim Việt Nam yêu nước bừng bừng phấn nộ, đau thắt, lo cho vận nước. Vậy mà Quốc hội Việt Nam, họ đang nhóm họp ở Ba Đình, Hà Nội, họ vẫn sừng sừng tự nhận là đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân Việt Nam, lại chỉ chăm chăm lo vun vén cho những cái lợi ích cục bộ. Và các cái đại biểu Quốc hội dưới sự chỉ đạo của những cái lãnh đạo cao cấp Việt Nam, họ thờ ơ với vận nước, thậm chí họ dừng dưng vô cảm, câm miệng như hến trước cái vận nước đang nguy khốn. Theo tác giả Phạm Đình Trọng, máu tham bành trướng đại hán đã chiếm Biển Đông của Việt Nam bằng hình vẽ lưỡi bò trên bản đồ từ năm 1947, và cho đến nay tàu cộng thừa thế bằng sức mạnh hàm tàu, sức mạnh tàu sân bay, sức mạnh của tên lửa và sức mạnh của thế trận triển khai bao vây, cô lập, chia cắt đã siết chặt. Và giờ G đã đến, Trung Cộng sẽ quyết định thôn tính đường lưỡi bò, đuổi Việt Nam ra khỏi cái hình vẽ lưỡi bò độc chiếm Biển Đông, vươn cánh tay thâu tóm cả Đông Nam Á. Và đây chính là lúc cần thiết Việt Nam phải gấp gáp, đúng nhất là phải đưa cái đường lưỡi bò đó ra tòa án quốc tế. Vậy mà một quốc hội thực sự của nó giống Việt Nam, của những dòng máu, những trái tim Việt Nam, phải thảo luận biểu quyết ngay những cái vấn đề khẩn cấp này. Nhưng mà các ông nghị ba nghị cộng sản với một cái tầm văn hóa thấp, tầm chính trị giai cấp hẹp hòi, hoàn toàn thiếu vắng hồn dân tộc, hồn nước, họ đã dửng dưng và câm lặng, chịu sự chỉ đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là một tay sai của Trung Quốc. Và đó là kết quả những cái cuộc tụ tập của những ông bà nghị ở Ba Đình, chỉ đáng gọi là quốc hội mà thôi. Theo tác giả Phạm Minh Trọng, là quốc nhưng không được như con quốc quốc, biết nhớ nước thương nổi, như trong thơ của bà Nguyễn Thanh Quang. Đó là nhớ nước đau lòng con quốc quốc, mà chỉ là loại quốc kêu theo kỳ hạn khi mùa hè về. Ai xui con quốc vào hè, chỉ là tiếng loài quốc một năm hai kỳ kêu những tiếng lạc lõng. Và đại biểu quốc của Việt Nam bây giờ, họ là lũ quốc. Trong lúc mỗi oan khiên ngút trời của hàng ngàn người dân bị quyền lực của đồng tiền và quyền lực nhà nước họ câu kết với nhau để cướp đi hàng trăm hectare đất của người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, ở Thủ Thiêm,
người dân bị cướp đất, cướp nhà, cướp cả chùa chiền, nhà thờ, người dân Thủ Thiêm còn đó. Con người của thể xác thì vật vờ, vất vưởng bới rác, lượm ve chai, lôi sình dừa để mò con ua con ốc kiếm sống từng bữa. Con người tâm linh thì thành chúng sinh bơ vơ lạc lõng của những kẻ vô loại suốt gần 20 năm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Và chỉ vì không để bị cướp mảnh đất sống, người dân làng Đồng Tâm đã rào đất giữ làng, đã trở thành một pháo đài chống lại cả một hệ thống chính quyền tham nhũng. Và đó là một hiện tượng đã và đang diễn ra tại làng Đồng Tâm trong 2 năm qua. Một cái địa điểm cách trung tâm chính trị Ba Đình chưa đến 50 cây số, và người Đồng Tâm với Ba Đình đã trở thành kẻ thù của nhau. Và điều đó nó cũng tương tự như việc hàng ngàn hộ dân, mấy chục ngàn người dân Thủ Thiêm, họ đã đau đớn oan khiên. Dân oan Thủ Thiêm đôi đơn kêu oan trên đầu, họ mang ba lô đơn kêu oan nặng trĩu trên vai ra Hà Nội lập làng Thủ Thiêm sát với hậu trường Quốc hội ở Ba Đình gần 20 năm nay. Vậy mà các cái đại biểu Quốc hội họ hầu như không biết những điều đó. Và cuối cùng Quốc hội Ba Đình họ luôn luôn vỗ ngực tự xưng là đại diện cho ý chí nguyện vọng của người dân Việt Nam, để rồi hết khóa họp này đến một khóa họp khác vẫn câm lặng, bịt tai nhắm mắt trước nỗi oan khiên của người dân Đồng Tâm. Vậy mà họ, tức cái ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, họ luôn luôn to mồm lớn tiếng hè nhau đòi phải làm luật chống phản động. Thưa các ông bà nghĩ ngồi trong Quốc hội, phản động ở đâu ra? Những cái kẻ kiên định theo đuổi học thuyết chính trị đã bị loài người ném vào sọt rác lịch sử, đã bị loại bỏ khỏi đời sống xã hội của loài người, đã bị quốc hội của các nước văn minh ở châu Âu, châu Á, họ ra các cái nghị quyết buộc tội và lên án. Vậy mà các cái lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ vẫn kiên trì áp đặt cho người dân Việt Nam phải đi theo một cái học thuyết tội ác đó. Những cái kẻ cố sống cố chết duy trì học thuyết Mác Lênin đã kìm hãm sự phát triển của đất nước, kéo đất nước trở lại thời nô lệ Trung cổ. Chính họ là lũ phản động, những cái quan chức tham nhũng đang điên cuồng cướp đất của nhân dân, đang tàn bạo bóc lột nhân dân, thậm chí đang hối hả bon rút tài nguyên, vơ vét của cải của đất nước, chính là lũ phản động đó. Trong khi đó, theo tác giả Phạm Bình Trọng, sức mạnh xâm lăng của Tổng cộng đã làm chủ hầu như hoàn toàn Biển Đông, và chủ quyền của Việt Nam chỉ còn được chứng minh, được khẳng định bởi những con tàu đánh cá của người dân Việt Nam quả cảm, dũng cảm ở lại trên Biển Đông. Vậy mà một chính quyền đủ tầm chính trị, đủ lòng yêu nước, lẽ ra họ phải nhận ra những ngư dân Việt Nam chính là những cột mốc chủ quyền của Việt Nam trên biển. Và một điều chắc chắn, giống loài Việt Nam cũng như lịch sử Việt Nam, kể cả nhà nước Việt Nam phải mang ơn họ, những cái thế hệ dân trải Việt Nam nối nhau tiếp bước một cách thầm lặng, bền bỉ, viết tên Tổ quốc Việt Nam trên Biển Đông. Lẽ ra, nhà nước Việt Nam phải có nghĩa vụ cũng như trách nhiệm bảo vệ những chuyến ra khơi của ngư dân. Ra khơi họ thả lưới, họ không phải chỉ là người dân đi kiếm sống, mà phải hiểu họ thực sự là những người lính nồng nàn yêu nước và quả cảm. Họ đang đi giữ biển. Việc chăm lo làng quê, gia đình của họ có một cái cuộc sống sung túc, yên vui, bền vững là trách nhiệm chính trị cũng như lương tâm con người của các đại biểu Quốc hội cũng như các quan chức nhà nước ở Việt Nam, đặc biệt là các địa phương ven biển. Nhưng rõ ràng một điều đó là những các quan chức cấp bộ trong chính phủ, những quan chức cấp tỉnh dọc dải đất ven biển miền Trung, bây giờ họ đã bán linh hồn cho những kẻ vong bản, những đại gia đình người Việt hôn tàu được ngân hàng công thương của Trung Quốc bơm tiền để cho họ thôn tính đất đai dọc bờ biển Việt Nam, để rồi họ đánh bật người dân đánh cá ra khỏi các cái làng chài, bến bãi, ngư trường ngàn nơi của họ, để Biển Đông sạch vắng bóng những tàu thuyền đánh cá của người Việt. Âm mưu rõ ràng như thế, vậy mà tiếp tay cho những cái đại gia vong bản, các quan chức cấp bộ cấp tỉnh dọc dải đất ven biển ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung, họ đã cố tình ngu ngốc, thậm chí là đều cát bất lương, họ đi thu hồi đất đai chòm xóm, thu hồi bến bãi đi về của những cái tấm bia chủ quyền sống trên Biển Đông.
để rồi họ dành đất của ngư dân giao cho những cái nhà đầu tư của Trung Cộng sẵn sàng sử dụng đồng tiền của ngân hàng công thương Trung Quốc mua lại tất cả chủ quyền ở những cái khu vực nhạy cảm. Và đó là lý do ngư dân bây giờ không còn mảnh đất bám víu người dân ven biển, bây giờ bỏ thuyền bỏ biển. Và đó là tiềm mưu thâm độc của ngân hàng công thương Tàu Cộng đã biến những cái tấm bia sống của Việt Nam về chủ quyền không còn bóng dáng trên biển Đông nữa. Và sự việc nghiêm trọng diễn ra không phải chỉ mới đây mà từ nhiều năm nay, lâu lắm rồi, nó diễn ra trước mắt các cái ông nghị ba nghị ngồi trong Quốc hội và kể cả các cái đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh ven biển miền Trung. Người ta thừa biết năm nào xuân thu nhị kỳ Quốc hội Việt Nam luôn luôn có hai kỳ họp kéo dài cả tháng trời, nhưng mà tại sao các cái đại biểu Quốc hội lại cứ câm miệng như hến trong cái vấn đề chủ quyền của Việt Nam? Theo tác giả Phạm Đình Trọng, không chỉ vậy, các cái đại biểu Quốc hội câm miệng như hến trước cái việc lớn của hệ trọng của dân của nước. Những cái ông nghị bà nghị ở Quốc hội, họ chỉ lớn tiếng đòi hỏi những cái lợi ích cục bộ, họ chỉ to mồm về những cái chuyện tầm phào vớ vẩn không quan trọng. Với cái sự giúp sức của Bộ Công an là một cái công cụ bạo lực của nhà nước, bây giờ nó đã lạm phát cấp tướng. Tờ báo của Bộ Công an chỉ là một tờ báo cấp hai, vậy mà tổng biên tập cũng mang hàm tướng. Giám đốc công an một tỉnh nghèo sơ sát như Yên Bái chỉ có 700.000 dân cũng là một tướng. Tứ công an đã đè bóng đèn nặng nề chiếu xuống cuộc đời sống bình thường của đất nước, đè nặng chiếu xuống ngân sách nghèo của quốc gia. Chỉ lo lấy lòng mấy ông công an mà bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân liền lên tiếng đòi hỏi công an phải cần có nhiều tướng, công an tỉnh nào cũng phải hàm tướng. Điều đó đã cho thấy một cái sự vô cảm câm lặng đứng ngoài cuộc trước những thách thức sống còn của vận nước, vô cảm câm lặng đứng ngoài cuộc trước những tiếng than khóc thảm thiết của nhân dân. Đó là những người dân oan đã bị quan tham cướp đất, những ông bà nghị đang ngồi ở trong Quốc hội Việt Nam đừng nhận họ không đủ tư cách của một công dân bình thường, thậm chí còn thiếu cả lương tâm của một con người bình thường nữa. Đó là lý do họ không chịu mờ mồm nói ra những cái đòi hỏi cần thiết sống còn của đất nước. Đó là cái vấn đề liên quan tới cái dự luật đặc khu đang trở lại Quốc hội để thông qua, phục vụ một cái âm mưu thông độc lâu dài của ban lãnh đạo Trung Nam Hải mà các vị đại biểu Quốc hội Việt Nam bây giờ, những người có tiếng nói chính nghĩa thì đã bị loại khỏi cuộc chơi, số còn lại chỉ lo giành giật lợi ích cục bộ, họ chỉ hùng hổ lên tiếng những cái điều vụn vặt nhỏ bé. Với cái tầm nhìn của những ông nghị, ba nghị và Quốc hội Việt Nam hiện nay, rõ ràng đã thấy nó quá thấp so với tầm của một người dân bình thường, và lại càng thấp hơn so với tầm của thời họ đang sống, đó là kỷ nguyên 4.0. Chưa hết, thưa quý vị, theo tác giả Phạm Đình Trọng, đã thành một cái thông lệ, cứ mỗi kỳ hội nghị này lại nảy nòi ra một vài cái chuyện khôi hài, thành những cái đề tài đàm tiếu khắp hàng cùng ngõ hẹp. Và nó đã thu hết hết mọi sự quan tâm bàn luận, khiến cho người dân bây giờ người ta dễ dàng quên phứt mọi chủ trương chính sách khác đang được Quốc hội thảo luận. Đó mới là đích thực là quốc tế dân sinh. Thậm chí không còn việc gì để nghĩ, không còn việc gì để làm. Có những cái đại biểu Quốc hội yêu cầu cần phải có một cái điều luật riêng dành cho cái tội nói xấu lãnh đạo. Điều đó đã cho thấy các đại biểu Quốc hội hiện nay họ không đại diện cho cử tri, không đại diện cho nhân dân, mà họ xem lãnh đạo là một cái bộ phận cao hơn hẳn các công dân khác. Mà điều đó luật pháp Việt Nam hiện hành đã xác tín, mọi người đều là bình đẳng với nhau. Đó là lý do nhà văn Phan Đình Trọng thấy rằng tôi cảm thấy mình bị xúc phạm. Đó là một phát biểu được cho là kéo lùi lịch sử, đưa đất nước Việt Nam trở lại cái thời phong kiến phân phong với những đặc quyền đặc lợi cho giai cấp thống trị. Và ý hướng đó càng được khẳng định khi những ngày gần đây cũng chính giữa Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có thể công khai dùng những từ đại nghịch bất trung vốn dĩ là những tội danh chỉ nằm trong các bộ luật của nền quân chủ phong kiến đã bị vĩnh viễn loại khỏi luật pháp của Việt Nam kể từ khi
có hiến pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1946. Điều đó đã cho thấy ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các đại biểu Quốc hội, người ta đã cố tình đi ngược, làm những cái điều trái đạo đức, kéo lùi lại văn minh. Vậy mà không hiểu tại sao giữa một cái quốc hội lập pháp, một cái đề xuất như vậy rồi tới đây, đó là cái dự luật đặc khu được trở lại và đặt lên bàn quốc hội khóa 15. Vậy mà người ta còn khiên cưỡng biện minh luật đặc khu cũng như các yêu cầu khác vì quyền lợi quốc gia và dân tộc. Kết thúc bài viết, tác giả Phan Minh Trọng thấy rằng phản động là gì nếu không phải là những phát ngôn hành động kéo lùi lịch sử, cản trở hoặc đi ngược lại sự phát triển văn minh. Nói rằng khi trà dư tiểu hậu, giữa đời sống thường nhật của bách tính lê dân còn bị coi là một cái điều hiểm nguy cho xã hội, còn có thể bị chế tài, hà tất chuyện đó lại có thể xảy ra trong cái quốc hội Việt Nam, trong một cái không khí đại nghị nghiêm túc của diễn đàn quốc hội, lẽ ra là nơi mà những cái điều được đưa ra tranh luận ban bạc sau đó đều có thể được quy chuẩn thành luật pháp. Tất nhiên, theo nhà văn Phan Đình Trọng, ngay cả giữa nghị trường hiện nay, những ý kiến này đã bị các cái đại biểu phản biện một cách gay gắt. Nhưng với tư cách một công dân thì tôi vẫn hoang mang, là cử tri thì tôi cứ lo lắng. Lẽ ra những cái điều sai lệch, vô đạo đức như vậy không thể được phép diễn ra tại diễn đàn quốc hội, một cái cơ quan quyền lực cao nhất, là những cái đại biểu đại diện cho nhân dân. Theo đó, tác giả Phan Đình Trọng cho rằng, tôi e rằng có một ngày nào đó ở Việt Nam sẽ diễn ra một cái tình cảnh luật sư sẽ phải ra tòa với mối quan tâm lớn nhất là bảo vệ chính bản thân để đừng vướng vào cái tội không tố giác tội phạm. Và nếu không, trong mọi phiên tòa các luật sư đều có thể biến thành bị cáo. Và khi mà đó, xin hỏi quốc hội và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, tư pháp ở Việt Nam liệu còn là một cái khái niệm tròn vành rõ chữ hay không? Hay là bây giờ người ta cai trị đất nước không sử dụng luật pháp, không sử dụng hiến pháp, mà chỉ sử dụng những ý chí của một vài cá nhân? Đó là một cách hành xử và cai trị của một tập đoàn thổ phỉ chứ không phải một lãnh đạo quốc gia, một cái chính trị gia thực thụ. Theo nhà văn Phạm Đình Trọng, người ta không được phép, không được làm những cái việc mà hiến pháp và pháp luật đã quy định. Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng như tập đoàn lãnh đạo của Đảng Cộng sản Hà Nội hiện nay, họ bất chấp tất cả, kể cả điều lệ đảng là một cái thứ luật của đảng nội bộ của họ mà họ còn sẵn sàng xé bỏ, thì liệu nhân dân Việt Nam có thể hy vọng vào được họ hay không? Và tới đây, một khi luật đặc khu được thông qua với những cái đại biểu quốc hội khóa 15, thì một cái tương lai thảm khốc cho dân tộc Việt Nam trong việc tồn tại cũng như phát triển là một cái điều chắc chắn, là một cái mối đe dọa từ anh láng giềng khổng lồ phương Bắc. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan tới một cái vấn đề nóng, mà cái vấn đề này chúng tôi thấy rằng nó đang âm thầm chưa được các cái cơ quan truyền thông phát hiện và đưa ra công luận. Và đó là lý do chúng tôi đề nghị các cái quý khán thính giả của KTV cần phải loan truyền các cái thông tin đặc biệt nguy hiểm trong cái việc người ta quyết định đưa Trung Quốc vào đầu tư thông qua cái việc khôi phục cái dự luật đặc khu, cũng như Trung Quốc sẽ đầu tư với những khoản tài chính khổng lồ để xây dựng các cái đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc trải dài trên khắp mọi miền của đất nước. Và điều đó rõ ràng có lợi 10 phần thì Trung Quốc nhận về 8 phần, và người dân Việt Nam có lợi đi chăng nữa cũng chỉ là 2 phần. Nhưng rõ ràng một cái vấn đề nó liên quan tới chủ quyền quốc gia cũng như an ninh lãnh thổ, làm cái điều chắc chắn đứng trước một cái mối đe dọa nguy hiểm. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đề nghị quý vị hãy ủng hộ KTV, hãy loan truyền và giới thiệu kênh KTV, một cái kênh truyền thông trung thực, chính xác và nhanh chóng đưa đến tới các quý vị các cái thông tin liên quan tới chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội,
đặc biệt là cái hiện tình của Việt Nam hiện nay, để cho mọi người dân, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm tới vận mệnh của đất nước hơn và tỏ rõ trách nhiệm của mình. Chúng tôi hy vọng rằng KTV với cái mục tiêu đoàn kết dân tộc cũng như xây dựng một cái ý chí người Việt đồng hành để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường trong tương lai. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.